coi nè nha, mình rửa cái mặt dưới nè đó, xong rồi mình sẽ xúc cái mặt đó một quạt thôi, khúc thôi, một đoạn thôi. Nào, mình thấy cái ngà ngà ở trong cái bọt không? Bây giờ bất cứ chỗ nào ở trong cái ô đất này luôn, diện tích 17.000 mét vuông, một quạt cái xích cỡ 2-3 thước còn đó rồi ha. Bây giờ mình định đẩy cho nó trôi xích dưới một tí. Đây là mình trên gió đó, ở dưới đó là dưới gió đó. Rồi, tiếp tục nè. Giờ mình rửa cái mặt nha. Đó, mình rửa cái mặt này nè. Đó. Rồi xong mình sẽ xúc bằng cái mặt này luôn. Một quạt, còn mà bỏ xúc từng quạt bỏ vô gạo này chừng 3 giọt là đổ vô cái ly đó là nước nó giống như là nó muốn ra màu cam luôn vậy. Nâu nâu vậy. Ba vạt thôi, lúc nãy xúc thử đằng cái chòi đó, cái chòi tiền chế trắng trắng đó, xúc 3 vạt, 1 vạt xúc từng vạt bỏ vô cái gạo này. Cái gạo này đổ ngược ra đây lọc lại, xong rồi đổ vô cái ly này. Cái ly nước mía 5.000 nè. Thấy từng đây nhiêu nước nè. Mà cái màu nó là cái màu của con nó luôn á, không thấy nước nữa. Với lại nó có lên flop nữa. Flop cũng nhiều lắm. Mấy cái bạc hồi nãy xúc rồi. Nè, xúc thêm một bạc nữa nè ha. Mỗi phát luôn đó, cứ xúc vô cái là bất cứ chỗ nào trong đây luôn. Nãy giờ từ trên trò trên kia đây xúc xuống đây cũng mười mấy vạt nè, mỗi một chỗ cách nhau 3-4 thước vậy đó, thả cho đại vậy. Còn bao nhiêu thôi, mình thật men với lại khoáng tổng hợp.